Đây, hôm nay chị Mẫn sẽ làm đồ ăn cho mấy đứa nhá. Hôm nay chị Mẫn sẽ làm đồ ăn cho mấy đứa. Đây này, đừng nói chuyện chị Mẫn đang ngủ. Chờ đi. Hôm nay cho con mi. Chờ đấy. Nào siro. Chibi này. Đây. Cái tiêu chuẩn ăn của chúng nó bình thường này. À, mọi người nhìn cái thìa nhá. Nửa thìa. Chứ không có nhiều đâu. À. Còn nếu mà cái con chó mà ở trong cái giai đoạn mà con chó nó đang tuổi lớn. À, mọi người nhìn cái thìa nó rất là vôi nhá. Con chó nó đang ở cái giai đoạn tuổi lớn này. Đây là con chó hộp đồ này. Hoặc là con chó nó ở trong cái giai đoạn mới ốm dậy. Con chó gầy cần tăng cân, hay là con chó trong những cái trường hợp đặc biệt hơn nữa là những con chó đực cần tăng cơ bắp, thì mọi người có thể cho 4-5 thìa này cũng được. Nhưng mà bình thường nếu mà cho ăn đều như bọn này của mình thì cho ăn đều mình chỉ cho nửa thìa thôi là ok được. Như cái giai đoạn này ấy, như giai đoạn này là canxi là không liên quan gì bằng ví này kia của siro với pila, là mỗi con một viên, một đây, hai viên mới rồi, một viên này, rồi cho con siro hai viên đi. Messi thì đợt này không cần, Messi mới phối xong, bây giờ chưa có bù. Đây mọi người nhìn cái bát cơm và nó có lẫn rau cải bắp đây này, cơm thừa của bữa ngày hôm nay. Là khi mà đây mọi người hoàn toàn có thể cho ăn như thế này nhá, khô nhá, đây là khô ron đúng không? Chỉ dùng một tí nước của cái cơm thừa này thôi, à, nước này là nước luộc rau luôn đấy. Là ok rồi, là có một bữa ngon lành. Còn một tay thì không đủ để sắp bữa đâu, ngon, không cần hai tay. Vừa đấy còn vừa chuẩn bị đồ ăn để chó luôn rồi. Nó vô cùng nhanh, đơn giản, không có ăn gì cả. Và nhanh chóng. À, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đây. Con đây, phần này không có ấy, nó xia đây. Của Messi. Rồi, Pila xuống đây. Pila đây. Đây. Quay đầu lại. Đây, đây, đây. Vini này. Pila. Siro đâu? Rồi. Pila xin đây. Quay mông lại. Đúng rồi. Chính xác. Đúng như cái anh này đấy. Siro nữa. Cái này. Đúng rồi. Đấy. Con nào ăn phần của con đấy. Messi. Rồi. Ăn đừng để trôi nhá. Để đi anh sửa tay. Ok, anh ơi. Ôi chết rồi, cuộn giấy ở đây đâu rồi. Đó. Đó là để cho mọi người thấy được là gì? Là chúng ta hoàn toàn có thể cho con chó nó ăn khô được, chứ không phải là
không phải là cứ nhất thiết là phải ngâm. Còn khi chúng ta ngâm ra ấy là để làm gì? Là để chúng ta nhìn thấy ấy, là cái con chó nó ăn nhiều chứ nó không ăn ít. Vì hạt nó nở ra nó tăng lên gấp khoảng 2 lần rưỡi đến 3 lần. Và cũng là để cho con chó đảm bảo là con chó của chúng ta nó luôn đủ, nó không bị cái tình trạng gọi là thiếu nước khi nó ăn hạt. Bởi vì chúng ta ngâm ra ấy là hạt nó nở bung ra rồi. Còn khi chúng ta cho nó khô như thế này thì con chó nó phải uống nước và hạt nó sẽ nở ra như vậy ở trong dạ dày. Đó, mọi người nhìn cái lông của Tila và lông của Siro đó. Lùi lại đi. Xong mới đưa ăn này, cứ để nó tiến cái bát nó tiến lên vậy. Lùi lại. Không để nó trốn. Lùi lại. Cả con Masi đó. Ăn này cứ để nó trôi bát này. Mấy phút tổng. Đi ăn chậm thế. Đó thì mọi người thấy đó. Không, không đúng. Chăm con chó bằng hạt nó cực kỳ nhàn luôn. Nhàn đấy mà con chó nó lại đầy đủ và nó lại khỏe. Thôi Siro, đặt với chị. Mi ăn chậm. Đó. Còn vẫn ngủ. Ok luôn. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Để cho nó nhặt nốt hạt. Đó. Hôm nay phải vừa bế cháu vừa cho ăn ở bên. Mẹ nó đang bật ở bên dưới. Mẹ nó cũng đang bật. Tiện bế cháu thì quay luôn cái đoạn video cho chó ăn để mọi người nhìn thấy là nó chăm đơn giản. Chỉ một tay cũng làm được chứ không cần để ấy thì cả. Một tay nữa, một tay biếng con, một tay vẫn cho chó ăn được.